Chào bạn, hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ của hãng Citizen. Đây là chiếc đồng hồ có thiết kế khung giả gỗ nhé, vỏ vỏ nhựa nhé, màu rất là giống màu gỗ, vân cũng có vân gỗ này. Mặt đồng hồ hình vuông, có nền màu trắng và các cọc số nổi màu đen. Cọc số tự nhiên thì các bạn rất là dễ xem giờ. Đồng hồ được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan và nó là súng máy của hãng Rim, kim trôi. Các kim này cũng thiết kế rất là đẹp. Đây các bạn xem quan sát kỹ cái mặt đồng hồ này. Mặt màu trắng, số nổi màu đen. Viền này thì có mạ vàng nhé, nó nổi lên phía trên. Và mặt sau thì các bạn sẽ quan sát thấy máy đồng hồ, nó sử dụng một viên pin chung, kích cỡ size C. Có nút này màu đỏ này để gạt, để mồi cái động cơ của đồng hồ đấy. Tức là lắp pin vào xong các bạn phải mồi nó mới chạy nhé. Còn phía dưới các bạn sẽ quan sát thấy có một cái núm này. Các bạn kéo xuống là để chỉnh giờ. Các bạn muốn chỉnh giờ ấy thì các bạn sẽ kéo và xoay cái núm này. Đấy, nó sẽ chỉnh được kim phút và kim giờ. Sau đó thì các bạn nhả ra thì đồng hồ bắt đầu lại chạy bình thường. Và chúng ta đang có một cái đồng hồ hình chữ nhật với bề ngang là khoảng 37 cm, khá là lớn đấy. Chiều cao là khoảng 32,5 cm và chiều dày là khoảng 8 cm. Cái đồng hồ này phù hợp với không gian nội thất cổ điển. Và nếu mà các bạn quan tâm tới cái đồng hồ Citizen sản xuất tại Nhật với kim trôi, vỏ giả gỗ này, các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại bên dưới và đừng quên đăng ký kênh Đồng Hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các loại đồng hồ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.